móng tay sáng bóng nè. Màu đỏ hôm đó. Mà ai cần ra salon cơ chứ. Ôi thôi, thế là xong. Mình hậu đậu quá. Ôi trời, tẩy sơn móng tay ngay thôi. Sạch đi mà. Vẫn còn hả? Phải dùng tới biện pháp mạnh rồi. Rồi xem nhé. Chán như con rắn. Úp này hết thuốc chữa rồi. Hoặc mình chỉ cần sáng tạo một chút. Kéo tay hay làm nào? Mình sẽ tự làm úp mới với chiếc bút keo tiện dụng này. Trông giống cái úp chứ vậy ta. Đừng quên các cạnh nhé. Bạn có thể tạo mọi màu tùy thích. Màu vàng hợp với quần áo mình nè. Hello bồ hả? Hết tiết rồi, lấy điện thoại lại thôi. Bắt đầu nhắn tin check Facebook điên cuồng nào. Tớ muốn lấy lại điện thoại. Nhưng sao mà tìm thấy nó đây? Sao cậu biết nó là của cậu vậy? Mẹ gọi này. Alo. Mẹ cậu này. Con nghe. Của cậu đó Kylie. Alo. Con nghe nè. Ôi chà chà, điện thoại của ai trông cũng giống nhau thế này. Có của tớ không? Đây rồi. Giờ thì chỉ còn hai cái thôi. Má ơi, selfie gì nhìn ghê vậy gái. Nhưng tấm này còn gớm hơn nữa này. Vậy là giải quyết xong vấn đề rồi nha. Tớ sẽ không thể để chuyện này xảy ra nữa đâu. Cắt một miếng bọt biển thành từng miếng như thế này. Gỡ ốp điện thoại ra và sơn nó với sơn móng tay yêu thích của các bạn. Các đốm màu ngẫu nhiên như thế này cũng khá là đẹp. Thêm các dải kim tuyến lên nào. Lấy miếng bọt biển ra và tán mọi thứ thật đều tay. Mọi người thấy các màu pha trộn lại chưa? Lặp lại quá trình này vài lần. Như vậy các bạn sẽ có được một lớp hoa văn thật độc đáo. Lấy một que tăm và dùng nó để bắn màu sơn móng tay trắng lên. Trông khá là chất đấy chứ. Giờ thì tán thêm một lần nữa. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, sơn một lớp phủ lên trên cùng. Chỉ cần đổ nó ra thôi. Và khi đổ sơn bóng ra rồi thì phết nó ra. Giờ chỉ cần chờ sơn khô lại thôi nè. Selfie cũng sẽ thích hơn nhiều đó. Ô này, giỡn hay thiệt vậy? Hình như cậu đã tạo ra xu hướng mới rồi Olivia. Trở nên khác biệt cũng cực khổ quá ha. Ái chà, đã sáng rồi sao? Da mình đẹp nhất là lúc này nè. Chụp chòe tí chào ngày mới nào. Đến lúc bắt đầu ngày hôm nay rồi. Wow, nhiều Kevin thế nhỉ. Cái gì cấn cấn ấy nhỉ. Ồ, là mình đây mà. Chào anh chàng đẹp trai. Để đây cái coi. Ngắm nút lần cuối cái nào. Suýt thì quên. Tấm ảnh may mắn của mình. Làm sao có thể ra ngoài mà thiếu nó được. Còn túi sau quần. Khó thật đấy. Mình biết rồi. Ngon lành. Bạn có một cái úp chân không? Lấy bức ảnh bạn muốn mang theo và úp nó xuống nè. Dùng bàn là lướt qua ảnh. Để nguyên ở đó nhé. Rồi nhúng vào chút nước. Phải ướt hết luôn đấy. Và chờ trong khoảng 20 phút. Sau 20 phút, trà tờ giấy cái nào. Và quan sát hình in vào ốp nào. Ngầu bá cháy luôn. Ai cũng thích một cái ốp thế này nhỉ. Nhưng chắc không phải hình Kevin đâu.
Gặp nhau ở sân bóng rổ nhé. Oh, xin chào bạn đẹp trai. Đây, tớ vẫn nghe mà. Mấy cái phụ kiện điện thoại này đẹp quá. Cái này đẹp nhất nè. Không biết mình có đủ tiền mua món này không ta? Mình có tiền tiết kiệm mà. $2 thì làm ăn gì được trời. Chán thật. Tiết kiệm gì chứ. Mình làm hỏng luôn cả tủ rồi. Ủa, trông nó y hệt pop socket luôn. Đặt điện thoại của bạn úp xuống bàn và nhỏ một đốm keo vào giữa. Sau đó dính cái núm lên trên. Giờ chờ nó khô. Phải chụp lại khoảnh khắc khéo tay này mới được. Wow, dễ cầm hẳn ra. Thông minh dễ sợ. Wow, trời hôm nay đẹp quá. Khởi động chiếc nào. Ôi thôi, cái quần này không có túi. Chán vậy trời. Để đây có được không ta? Suy thì toang. Tất thì sao nhỉ? Chắc sẽ ổn đấy. Nhưng thế này thì mình không chạy được. Nào nào, động não đi. Cặp quần chắc là được á? Rơi rồi. Ủa, rơi mạnh thế. Mong là không vỡ màn hình. Ngáo dễ sợ. Chẳng có chỗ nào để cất điện thoại cả. Này, nhìn điện thoại của Sophia kìa. Sao mà nó nằm trên tay áo của cậu ấy được nhỉ? Để mình thử xem sao. Bỏ ốp ra khỏi máy và để dưới tay áo. Rồi gắn điện thoại lại. Tuyệt. Này, đợi tớ với. Thế mới tiết kiệm thời gian chứ. Ôi, có chuyện gì thế? Cậu làm thế à? Được rồi, hẹn gặp lại nhá. Ái chà, trơn thật đấy. Nó đâu rồi? Ô, làm ơn đừng có hỏng nhé. Hãy lùi cơn ác mộng này lại vài bước nào. Bạn có chắc chắn muốn cầm nó luôn không? Có lẽ có một cách làm điều này hay hơn đấy. Giống như là gắn nó vào một dây xích thu lại được chẳng hạn. Bằng cách đó thì khi bạn xong việc, bạn sẽ không làm rơi nó xuống nước. Mình nên sạc điện thoại trước khi đi. Thôi nào, giãn dài ra đi. Ừ, thật đấy à? Thử lại lần nữa xem sao. Làm ơn nằm yên trên này đi. Thôi mà, ở yên đó đi. Đi mà. Tất nhiên. Thôi đấy, mình cứ lơ lửng như vậy đi. Cho khuỷu tay hoạt động một chút nào. Trượt đi, trượt đi. Đừng đổ mà. Đừng. Thôi nào. Này, sao thế? Loại ma thật gì vậy? Tạm biệt nhé. Ủa, chỉ cần vậy thôi sao? Giờ mình lại phải đẩy thứ này về. Còn video nào hay không ta? Cái này trông xịn ghê. Tốt hơn rồi. Thôi nào. Mình chỉ muốn xem video thôi mà. Không. Mình làm sao không biết? Ví của mình. Trời, ướt hết rồi. Thôi nào, khô đi. Hả? Sao mình vẫn còn tấm thiệp cũ này nhỉ? Thực ra nó lại có ích. Bạn có một tấm thiệp cũ thế này chứ? Bẻ đầu trên hai lần như thế này. Rồi bẻ phần lớn hơn ở đầu kia.
Chà, xin chào Trần Đế điện thoại. Và cuối cùng cũng được xem phim trong yên tĩnh.